Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 11 tháng 2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm làm việc, dự lễ xuất những chuyến hàng rau quả đầu tiên của năm mới sang Nhật Bản của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các bộ Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và thành phố Tam Điệp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã tới thăm tổ hợp chế biến nông sản xuất khẩu, thăm hỏi động viên khích lệ tinh thần lao động sản xuất của công nhân lao động. Hiện tại công ty có hai khu tổ hợp chế biến nông sản xuất khẩu có quy mô công suất lớn và hiện đại tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Gia Lai. Ngoài ra còn liên kết sản xuất với một nhà máy tại tỉnh Bắc Giang. Tại Ninh Bình, công ty có tổ hợp chế biến tinh, chế biến sâu, quy mô lớn hiện đại, có tổng công suất khoảng 32.000 tấn sản phẩm một năm. Các dây chuyền thiết bị nhập khẩu đồng bộ của các nước tiên tiến như Thụy Điển, Đức, Ý và Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh, lãnh đạo một số bộ ngành và Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đã cắt băng xuất những chuyến hàng rau quả đầu tiên năm Kỷ Hợi 2019 của công ty sang Nhật Bản. Hiện nay thị trường xuất khẩu chính của công ty là Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Israel. Đặc biệt năm 2018, công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với tập đoàn lớn của Israel, là tập đoàn phân phối thực phẩm quy mô lớn trên thế giới, cam kết tiêu thụ toàn bộ sản phẩm của công ty. Đối với thị trường trong nước, sản phẩm như ngô ngọt đóng hộp của công ty chiếm trên 75% thị phần ngô ngọt của cả nước. Sản phẩm nước quả tự nhiên bổ dưỡng được khách hàng rất ưa dùng. Tổng doanh thu của công ty năm 2018 đạt 1.900 tỷ đồng. Trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm 80%, đạt khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Doanh thu trong nước chiếm 20%, đạt 380 tỷ đồng. Tới thăm cánh đồng trồng dứa và rau chân vịt của công ty, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất vui vì ngay sau những ngày nghỉ Tết, công nhân lao động và người nông dân đã khẩn trương xuống đồng sản xuất. Ân cần thăm hỏi đời sống, việc đón Tết vui xuân cũng như việc làm của công nhân, nông dân đang trực tiếp sản xuất. Thủ tướng mong muốn mọi người hăng say lao động, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng, phục vụ xuất khẩu. Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao có hai vùng nguyên liệu chính là tại Ninh Bình và Gia Lai và một số tỉnh trong cả nước. Tại tỉnh Ninh Bình, công ty đang quản lý và sử dụng có hiệu quả 4.000 ha đất. Đây là vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, ứng dụng công nghệ cao với các loại cây trồng chính là dứa, chuối, rau chân vịt, đậu tương rau, ngô ngọt cho năng suất chất lượng cao. Tại tỉnh Gia Lai, công ty đã tổ chức sản xuất gần 4.000 ha chanh dây, chuối, dứa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn làm nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Ngoài ra, công ty cũng liên kết trồng và tiêu thụ nông sản tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, giúp giải quyết đầu ra cho nông dân, tạo công ăn việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động tham gia chuỗi liên kết sản xuất. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đồng Giao chính là mẫu hình chuyển đổi thành công từ mô hình nông trường sản xuất nông nghiệp thuần túy sang công ty cổ phần, qua đó đã huy động được nguồn lực của xã hội cho phát triển. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng và ghi nhận những thành công mà công ty đã đạt được. Các đồng chí đã cái đầu tiên là áp dụng những kỹ thuật tiến bộ mới nhất về khoa học công nghệ để phát triển sản xuất kinh doanh từ khâu trồng trọt đến khâu chế biến. Cái việc thứ hai là các đồng chí đã liên kết rất rộng rãi, không chỉ trong tỉnh Ninh Bình, ở khu vực Đồng Giao về kinh tế hộ, mà liên kết rộng rãi với các tỉnh thành trong cả nước để có nhiều loại sản phẩm từ thế mạnh nông nghiệp Việt Nam. Và thứ ba nữa là có thể tích tụ ruộng đất ở đây rất thành công theo mô hình mới. Cái quyền của người nông dân được đảm bảo
nhưng cái quyền quản lý sử dụng đất rất có hiệu quả trên phạm vi nhiều địa phương. Và cái thứ tư là các đồng chí đã mở rộng thị trường trên cái cơ sở chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm, đa dạng sản phẩm mà đã chọn những thị trường khó tính nhất. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao công tác xây dựng đảng, bảo vệ an ninh tổ quốc ở khu vực mà các đồng chí quản lý. Đảng bộ vững mạnh, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống của người công dân được nâng cao. Và từ đó chúng ta đã giữ được thương hiệu đồng giao trong tình hình kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa ở nước ta. Tôi thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và các thành viên trong đoàn hôm nay xin chúc mừng những cái thành công quan trọng của công ty chế biến thực phẩm đồng giao. Xin chúc mừng năm mới, biểu dương những cái sự cố gắng lớn lao của lãnh đạo các thời kỳ, đặc biệt là thời kỳ vừa qua, các đồng chí đã làm được rất nhiều việc để có thể đưa công ty chế biến sản phẩm thực phẩm đồng giao có bước tiến đáng hoan nghênh như ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả các đồng chí. Tôi cũng đánh giá cao cái việc lo tết công nhân, lo bảo vệ sản xuất và ra quân sớm của một công ty. Chính vì vậy mà tôi cũng rất mong các đơn vị trong cả nước bắt tay ngay vào sản xuất để đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường, đảm bảo ổn định để giải quyết việc làm, tăng thu nhập và có sản phẩm cho xã hội, góp phần hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch quý 1 và cả năm 2019 của cả nước ta. Mà đây là một cái điển hình mà các đồng chí đã chủ động ra quân sớm từ ngày 4, một cái tấm gương để các đơn vị sản xuất kinh doanh khác noi theo. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nông nghiệp Việt Nam không chỉ là bài toán kinh tế, là sinh kế lâu dài của phần đông dân số Việt Nam, mà còn là vấn đề xã hội rộng lớn, là điều kiện quyết tâm của Việt Nam trên con đường phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, vì một nước Việt Nam độc lập, tự cường, thịnh vượng và không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, cùng với kinh tế số, nông nghiệp thông minh có thể trở thành đòn bẩy chiến lược, đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu kép, trở thành nước có thu nhập trung bình cao trước năm 2035 và một xã hội công bằng, bình đẳng, giàu bản sắc văn hóa bền vững về môi trường sống ở nông nghiệp nông thôn. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị. Nông nghiệp luôn là lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn của Việt Nam. Chính vì vậy, cần phải phát triển nông nghiệp bền vững, khôi phục lại sinh thái cho nông nghiệp Việt Nam, nguồn nước, hệ dinh dưỡng, đất đai thổ nhưỡng. Và đặc biệt, nông nghiệp Việt Nam gắn liền với công nghiệp chế biến sâu, công nghệ hiện đại, như là đồng giao, đâm và sẽ làm trong thời gian đến. Tôi xin nói, ngoài những cái kinh nghiệm truyền thống, nước phân cần giống mà chúng ta đã nói, thì năng suất nông nghiệp Việt Nam cần phải giải tập trung vào đâu. Năm xu hướng lớn về công nghệ sẽ quyết định sự phát triển năng suất nông nghiệp Việt Nam và nâng cao năng suất cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam. Mà tôi đề nghị ngành nông nghiệp Việt Nam, công ty chế biến đồng giao của chúng ta phải áp dụng mạnh mẽ. Đó là một, công nghệ cảm biến; hai là robot tự động hóa, máy bay không người lái; thứ ba, dữ liệu lớn, big data, điện toán đám mây; và thứ tư là công nghệ in 3D; thứ năm là ATC, Internet vạn vật. Tôi đề nghị nông nghiệp Việt Nam phải đi ngoài những cái truyền thống ra, phải đi hướng công nghệ và hiện đại. Cho nên Việt Nam cần sớm nắm bắt và làm chủ các công nghệ này để chúng ta đưa vào phát triển nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, năng suất cao. Nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là công nghệ trong canh tác, chế biến sản phẩm, còn là công nghệ quản trị. Chính vì vậy mà chúng tôi giao cho các cơ quan, trong đó Bộ Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và các bộ chủ trì, đó là có phải có nhiều chính sách cởi trói và thúc đẩy cho nông nghiệp. Và tất cả chúng ta phát triển nông nghiệp là kết quả ban đầu rất lớn, rất quan trọng, nhưng chỉ là khởi đầu. Nhiều vùng nông thôn rộng lớn, nhiều
vị trí nông nghiệp hiện đại có thể tiến bộ phát triển, đất đai còn nhiều lợi thế so sánh, nhưng mà chúng ta chỉ làm được một số mô hình, một số cách làm mới. Cho nên chúng tôi cho rằng đây là hành trình mới, một xu hướng đang diễn ra, chúng ta đã có khởi sắc, thì chúng ta đề nghị Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, các cơ quan của Trung ương và tất cả các tỉnh thành cả nước cần phải có một cái tập trung lãnh đạo chuyển đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng khoa học công nghệ, đa dạng sản phẩm, đi sâu vào chế biến để có sản xuất hàng hóa lớn, không chỉ đảm bảo tiêu dùng cho gần 100 triệu dân của Việt Nam an toàn thực phẩm tốt nhất, mà còn có một thị trường xuất khẩu lớn, đa dạng. Thì từ thằng ấy, tôi xin chúc tỉnh Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp Nông thôn, Công ty chế biến thực phẩm Đồng Giao, tất cả các đồng chí đại biểu hãy tiếp phải có một cái nghị lực mới, một cái tiếp thu tinh thần mới để đưa nông nghiệp Việt Nam tiến lên trong giai đoạn mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần có khát vọng Ninh Bình, khát vọng Đồng Giao, khát vọng nông nghiệp Việt Nam để biến vùng đất này không chỉ nổi tiếng trong lịch sử mà cả trong tương lai về sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, giá trị kinh tế cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm sát sao của Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đối với tỉnh Ninh Bình nói chung, Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao nói riêng ngay từ những ngày đầu xuân năm mới. Đồng chí phấn khởi báo cáo với Thủ tướng, năm nay Ninh Bình đón Tết vui tươi, an toàn, phấn khởi. Bởi năm qua, tỉnh thành công trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng thời hứa năm 2019 và những năm tiếp theo sẽ có những giải pháp cụ thể, phù hợp, hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 đã đề ra.